Cặp đôi này chưa cơm cháo gì đã rủ nhau ra hồ bơi đánh rậm, cá thì chả có con nào mà vẫn quần thảo suốt đêm. Chén xong rồi anh chàng chuồn mất hút, để lại cô gái mang thai nhưng đứa trẻ sau này chẳng biết bố là ai. Sinh ra mang cái số hưởng lên đi đâu người đàn ông cũng có gái, thậm chí fan hâm mộ còn tự tìm đến hiến dâng. Nhạc nổi lên cô nàng uốn dẻo, tháo khăn đeo cổ rồi đến từng cái cúc áo sơ mi. Gương mặt thanh tú cô ấy nở nụ cười khiêu khích, đúng cái kiểu có giỏi thì quất em đi. Thế nhưng cuộc đời chẳng cho ai tất cả, đào hoa quá cũng có lúc khổ chứ sướng mãi được đâu. Lucia là bồi bàn làm việc tại một nhà hàng bún bò Huế, tranh thủ nghỉ tay cô ấy gọi điện cho bạn trai Lorenzo, một nhà văn đang bị trầm cảm do phải suy nghĩ quá nhiều để viết kịch bản. Trước lúc đến chỗ làm Lucia đã cãi nhau với anh ấy, giờ nghĩ lại thấy mình đanh đá quá nên gọi điện về xin lỗi. Cô tỏ vẻ áy náy vì đã quá khắt khe với Lorenzo, trong lúc nóng giận không làm chủ được cái mồm mà phun ra những lời lẽ mang tính sát thương cao. Thế nhưng Lorenzo lại khẳng định Lucia không hề sai, dù sự thật phũ phàng nhưng anh ấy cho rằng bản thân bất tài vô tướng, có cố gắng đến mấy cũng chẳng làm nên trò trống gì. Lucia chề cối thuyết phục thêm vài câu nhưng vô nghĩa, đầu dây bên kia chỉ còn vọng lại những tiếng tút tút. Cô trở lại làm việc với tâm trạng vô cùng lo lắng, mang vài đĩa thức ăn ra bàn cho khách xong Lucia cầm áo khoác, xin phép sếp cho về sớm dù có bị trừ lương. Bộ dạng hớt hải Lucia lầm lũi bước trên con phố vắng, thấy không yên tâm cô cắm đầu cắm cổ mà chạy, mong sao có mặt ở nhà sớm nhất có thể. Mở cửa bước vào Lucia cất tiếng gọi nhưng không thấy Lorenzo trả lời, bóng đèn hỏng căn phòng tối chẳng khác gì đêm 30. Mọi thứ có chút gì đó xáo trộn, cửa sổ mở gió lùa vào từng cơn lạnh buốt. Biết có điều chẳng lành Lucia chạy tới thò đầu nhìn xuống dưới, cô thở phào nhẹ nhõm vì không có cái xác nào nằm trên đường. Gương mặt thanh tú Lucia hướng mắt về phía trăng tròn, chợt nhớ ra còn cái bóng đèn trong bếp thế là cô ấy liền bật luôn. Điện thoại đổ chuông Lucia vội vàng nhấc máy, người gọi tự nhận mình là cảnh sát địa phương. Anh ta muốn xác minh xem đây có phải căn hộ của Lorenzo và cô là gì với anh ấy. Lucia vừa trả lời mình là bạn gái thì phát hiện ra tờ giấy viết tay Lorenzo để lại. Anh ấy nói rằng sẽ rời đi và không bao giờ quay trở về, đồng thời dặn Lucia đừng mất thời gian tìm kiếm. Anh để lại cho cô mọi thứ và mong cô sẽ sống hạnh phúc mãi về sau. Cảnh sát lại gọi tới nhưng cô không có dũng cảm bắt máy, bởi sợ rằng họ sẽ báo đến nhận xác người thân, chỉ nghĩ thôi cô ấy đã không thể nào chịu nổi. Chạy đến tủ quần áo Lucia thu dọn những vật dụng cần thiết cho vào túi sách, rồi sau đó lao khỏi nhà trong đêm, chẳng biết sẽ đi đâu nhưng cô cứ cắm đầu mà chạy, chạy khỏi thực tại, chạy khỏi nỗi đau. Cuối cùng Lucia quyết định đến hòn đảo trong lời kể của Lorenzo, trước đây anh ấy đã từng mơ ước được định cư ở đó. Thuyền cập bến Lucia liền thuê một chiếc xe để về khách sạn, cất hành lý cô đến bên vách đá lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Trong đầu cô ấy lúc này vẫn hy vọng Lorenzo bình an vô sự và bản thân sẽ sớm gặp lại anh. Sau một ngày dài mệt mỏi, Lucia lên giường ngả lưng chợp mắt. Sáng sớm hôm sau cô đã có mặt tại hồ bơi, dù không có phao nhưng nhờ hai lá phổi mà cô ấy vẫn nổi ngon lành. Lúc lên bờ ngồi vào bàn ăn có một người đàn ông đi đến bắt chuyện, do nhớ về lần đầu gặp Lorenzo mà Lucia không kìm được cảm xúc, cô như bật khóc liên tục nói xin lỗi và chạy khỏi nhà hàng. Lang thang thế nào Lucia tụt xuống một cái hố sâu, may mắn không bị thương nhưng cô ấy mắc kẹt trong hang động. Ngược thời gian trở về 6 năm trước, Lorenzo vui vẻ nô đùa với người phụ nữ tên Elena trong một hồ bơi, biết là không có con gì ở đây nhưng họ vẫn rủ nhau đánh rậm. Dù đã có gia đình nhưng Elena cho rằng ngoại tình vẫn sướng, mới gặp Lorenzo lần đầu mà cô ấy cứ ngỡ gắn bó trăm năm. Elena muốn biết tên của chàng trai nhưng bị từ chối, Lorenzo cho rằng như vậy sẽ đỡ phức tạp hơn. Hơn một tháng từ cái đêm trịch dạo, Elena phát hiện bản thân mang thai, vậy là giọt nước mắt lan dài trên má, cô cảm thấy có lỗi vì giờ biết làm sao tìm bố đẻ cho con. Đóng cửa phòng, Elena gọi điện cho ông chủ thông báo mình gặp vài sự cố nên xin phép được nghỉ việc dài ngày. Đứng trước gương đưa tay xoa bụng, Elena bất giác muốn chạm vào con thông qua đường mòn dưới rốn. Thế là cô dùng chiêu nhất dương chỉ dù cho nó khá vất vả khiến cô vật vã vồn. Cùng lúc đó Lorenzo đã quay trở về Madrid. Anh nói với người bạn đồng nghiệp mình muốn viết một cuốn tiểu thuyết tình yêu. Có điều hiện tại anh ấy vẫn loay hoay xoay vòng trong suy nghĩ liệu bản thân có phù hợp để làm nhà văn, bởi vì nhà văn phải nói láo, mà Lorenzo chửi tục lại rất ngượng mồm. Anh rời khỏi bàn ra ngoài hút điếu thuốc cho bớt căng thẳng, thì đập vào mắt là một cô gái xinh đẹp tên Lucia. Có đôi chút bối rối, cô ấy đứng dậy giới thiệu bản thân, bảo rằng mình rất thần tượng Lorenzo. Hơn thế nữa, Lucia đã tìm hiểu và biết rất nhiều về anh ấy, vậy là mặc thằng bạn đang ngồi đợi dài cổ, Lorenzo vén cái mồm lên ăn câu chuyện với gái. Lucia kể cho chàng nhà văn nghe đôi điều về tiểu sử bản thân, em hiện đang làm bồi bàn tại một nhà hàng đối diện quán bar. Ông chủ ở đó rất tốt và có tình cảm với Lucia, đã bao lần rủ về sống chung nhưng cô ứ chịu. Lucia đã quyết định rằng người bản thân muốn gắn bó lâu dài phải là Lorenzo, bởi vì cô yêu anh sâu sắc. Lorenzo ngồi nghe mà đứng hình vì độ tự tin cũng như mạnh dạn của cô gái. Giờ anh mới hiểu nổi tiếng có rất nhiều đặc ân, chứ làm gì mà khổ như anh chấn thành nói. Thổ lộ xong, Lucia bảo Lorenzo trở về bàn, anh đồng nghiệp nhíu mày tỏ vẻ khó chịu lắm rồi. Sau một hồi lưỡng lự, Lorenzo không cầm lòng được trước cô nàng ngọt nước, liền dắt tay Lucia đi chỗ khác tìm hiểu sâu hơn, mặc cho thằng bạn ngồi nhìn theo thèm nhỏ dãi.
Họ cùng nhau lên ba nhảy vũ điệu cha cha cha, thế nhưng mải ăn cháo lưỡi lên chân bước toàn sai nhịp. Trở về nhà, Lucia say vắt cả lưỡi, báo hại Lejonro phải vác vào tận giường. Anh nhiệt tình cởi đồ cho cô ấy đi ngủ, mặc dù Lucia bảo anh cứ thoải con gà mái, nhưng Lorenzo không làm gì vì dành sự tôn trọng nhất định cho cô ấy. Sáng tỉnh dậy, Lucia vén chăn nhìn thằng nhỏ, cô khẽ mỉm cười vì thấy nó đáng yêu gì đâu. Sau một hồi đi loanh quanh trong căn phòng toàn sách, Lucia trở lại giường, cô nhẹ nhàng đánh thức anh nhà văn dậy bằng hai bông hoa bưởi, rồi sau đó họ hòa vào quyệt nhau. Thời gian sau, cặp đôi trở lên gắn bó, thường xuyên chụp lại những tấm hình làm minh chứng cho tình yêu. Nhờ có Lucia mà Lorenzo không còn hoài nghi về bản thân, anh quyết tâm sẽ viết một cuốn tiểu thuyết để đời. Với tính cách nhí nhảnh như con chó cảnh, cô ấy luôn cho Lorenzo nguồn cảm hứng bất tận. Đang ngồi ăn ngon lành, Lorenzo kêu nhạt liền được ném cho bịch mắm tôm. Về đến nhà, Lucia lại uốn éo theo điệu nhạc, cái mặt gợi đòn như kiểu thách thức, anh quất em đi. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, lần gieo giống của Lorenzo ở hồ bơi nay đã có thành phẩm mà anh không hề hay biết. Đứa trẻ dần lớn nên còn Lorenzo thì vẫn ở phương trời xa tận hưởng cuộc sống bên cô người yêu nhí nhảnh. Trở lại hiện tại, Lucia một mình thơ thẩn bên bờ biển, cô vô tình gặp lại người đàn ông ở nhà hàng hôm trước, Carlos ngoi lên mặt nước với bộ đồ bơi, chân siêu vẹo khiến Lucia bất giác bật cười. Họ làm quen và trở thành bạn sau đó, Carlos đưa Lucia về ngôi nhà mình đang thuê trọ, ở đây cô gặp bà chủ Elena. Không ai biết rằng số phận đã xui khiến hai con người ăn chung một củ khoai nướng gặp nhau. Elena tỏ ra vô cùng thân thiện, cô ngỏ ý mời Lucia ở lại dùng bữa, nhân tiện còn trống một phòng nếu Lucia muốn thuê sẽ lấy giá rẻ như bèo. Đứng nhìn bao quát cảnh biển, Lucia cảm thấy rất thích thú nên đã chuyển đến ở nhà Elena, theo thời gian họ dần trở nên thân thiết. Chỉ có một điều bất tiện là Lucia thường xuyên phải ăn cơm chó, những lúc như vậy cô lại nhớ cái ngày còn ở bên Lorenzo. Anh ấy hàng ngày tập trung viết tiểu thuyết, còn Lucia thì đọc bản thảo và góp ý thêm. Do đang rất hạnh phúc nên các nhân vật Lorenzo viết cũng có cái kết viên mãn, Lucia tỏ vẻ thất vọng, cô muốn bạn trai phải giữ phong cách như xưa, tiểu thuyết cứ phải thương đau mới khắc sâu vào lòng người đọc. Vào sinh nhật, một người bạn đến nhắc nhở Lorenzo về cái ngày này 4 năm trước. Anh ấy nói rằng chị gái mình đang làm công việc trông trẻ và vô tình phát hiện ra đứa bé tên Luna là con của Elena và Lorenzo. Nghe thấy vậy, Lorenzo mặt tái như đít nhái, không muốn mọi chuyện rùng beng nên anh âm thầm đi xác minh. Tới trường học, anh ấy gặp Luna và cô gái có tên Belin, người đang nhận trách nhiệm chăm nuôi đứa trẻ. Những ngày sau, Lorenzo dành nhiều thời gian đến thăm Luna, cô bé tuy còn nhỏ nhưng cũng nhận thức được việc mình không có cha. Qua những lần như thế, Lorenzo dần thân thiết với Belin, cô ấy được Elena nhờ chăm con trong thời gian đi vắng. Belin mồ côi mẹ từ khi còn rất nhỏ, cô ấy là diễn viên khiêu bóng dâm nhưng đã nghỉ hưu non. Một hôm, Belin ngỏ ý mời Lorenzo đến nhà chơi, cô ấy nói rằng Elena không có ở đây nên anh ấy đồng ý. Sau khi ăn tối xong, Lorenzo đưa Luna về phòng, anh ngồi đọc truyện cho tới khi cô bé ngủ thiếp đi. Belin tranh thủ thay bộ đồ gợi cảm, xoay vài vòng trước gương, cô khá chim ưng vì nó vẫn còn ổn áp. Cô ấy đuổi con cờ hó ra ngoài dặn ngồi canh cửa, đêm nay cấm được để ai đến làm phiền. Thế nhưng lúc họ chuẩn bị đẩy xe bò thì sự cố xảy ra, Luna thức giấc đi xuống và bị con chó tấn công. Lúc Belin phát hiện ra thì đã quá muộn, gương mặt đờ đẫn cô ngồi thất thần trên mặt đất. Lorenzo chịu sự đả kích nặng nề, anh như người mất trí chạy khỏi căn nhà, Belin cũng hoảng loạn và phải nhập viện điều trị. Elena hay tin liền gọi về hỏi rõ sự tình, Belin vừa nói được vài câu nước mắt đã lan dài trên má. Lorenzo cũng rơi vào trầm cảm kể từ đó, tâm trạng lúc nào cũng u buồn và dừng hẳn việc viết tiểu thuyết. Những cơn ác mộng luôn tìm về hàng đêm khiến anh ấy giật mình liên tội. Lorenzo nói với Lucia rằng mình muốn từ bỏ sự nghiệp. Điều này gây ra cuộc tranh luận gay gắt giữa bọn họ. Lucia đã to tiếng chỉ trích bạn trai trước khi đến chỗ làm. Trở lại thực tại, Lorenzo quả thật vẫn chưa chết, anh đang được điều trị trong bệnh viện dưới sự chăm sóc của người đồng nghiệp. Trên đảo, Elena và Lucia phát hiện ra danh tính thật sự của Carlos. Anh ta tên là Antonio, người tình của Belin. Nhiều tháng trước, Antonio được cho rằng đã mất tích sau cái chết của bạn gái. Elena dường như không thể chấp nhận được sự thật ấy. Cô bỏ đi trong khi Lucia tìm thấy bức ảnh của Luna và nhớ lại đứa trẻ trong cuốn tiểu thuyết của Lorenzo. Trong bệnh viện, Lorenzo đã tỉnh lại. Anh ấy hỏi người đồng nghiệp về tình hình của Lucia. Sau khi biết cô ấy đã mất tích, Lorenzo liền nhớ đến hòn đảo mình hay kể. Bởi vậy, anh đã quyết định đến đó tìm bạn gái. Elena chất vấn Carlos về cái đêm xảy ra bi kịch, cô nghi ngờ anh ta có mặt ở nhà khi Luna bị con chó tấn công. Mặc dù Carlos phủ nhận và bảo đó là người đàn ông khác, nhưng Elena vẫn không tin và quyết định báo cảnh sát. Thấy tình hình không ổn, Carlos ra xe bỏ đi, Lucia đuổi theo đến ngã ba thì mất dấu. Trong lúc cô đang ngơ ngác không biết đi đường nào thì Elena đuổi tới nơi thông báo cảnh sát đã phong tỏa hòn đảo, họ nghi ngờ Carlos là kẻ đã giết Belin. Bởi vậy cô khuyên Lucia không lên tìm kiếm nữa tránh nguy hiểm, dù sao thì sớm muộn hắn cũng sẽ bị bắt. Lucia vừa chạy ra bờ biển thì chiếc xe chở Lorenzo đi ngang qua, Elena nhận ra ngay lập tức nổ máy đuổi theo. Sau rất nhiều năm cô mới gặp lại tình một đêm, cảm xúc lúc này vẫn vô cùng khó tả. Cả hai tiến lại gần nhau rơi nước mắt, có lẽ họ có sự đồng cảm vì cùng gánh chịu nỗi đau mất con. Bên bờ biển, Lucia phát hiện ra xe của Carlos nhưng không thấy người đâu,
Cô thò đầu hỏi cái hang sâu nhưng mèo có ai trả lời. Elena mừng tủi bảo Lucia trở về gấp, cô ấy không giấu được bất ngờ khi thấy Lorenzo xuất hiện. Sau đó Lorenzo đã vực dậy tinh thần để hoàn thành cuốn tiểu thuyết, anh cùng Lucia ở lại hòn đảo và sống hạnh phúc bên nhau. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.